Nhà con có nhiều kiến và gián, con có được dùng thuốc xịt gián không thầy? Muốn thì phải báo cho nó biết trước. You better move in 3 days. Nói tiếng Việt chưa đủ, nói tiếng Anh. Rồi họ đi tìm cái chúng trưởng con kiến, hỏi cái cell phone rồi có gì mình gửi cho họ cái notice. Ở xứ Mỹ mà lạng quạng là phải đi hearing á. Thưa đại chúng là con vật á, thì nó cũng không khác con người. Nó cũng có đời sống giống con người mình vậy. Cho nên khi mình làm cái gì mình báo cho họ biết trước thì vẫn hay. Thí dụ như quý vị có kiến đó hay có gián á, trước khi quý vị đó, quý vị nói với họ đi: các vị Bồ Tát gián, Bồ Tát kiến, ở đây không phải là chỗ ở của quý vị. Quý vị từ đâu tới thì quý vị hãy đi ra.